Ngôn Thiểu Chết lại nói: Vũ Hạo, ngươi chính là quá mềm lòng rồi, bởi vì cái gọi là không nắm giữ binh, đây là chiến tranh sẽ gặp người chết. Chúng ta phải làm là nhanh chóng để cho trận chiến tranh này chấm dứt, tránh cho nhiều người bởi vì chiến tranh mà chết, hủy hoại cỗ máy chiến tranh sẽ cứu vớt được nhiều người, ngươi hiểu chứ? Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Trải qua mấy lần chiến tranh, sau đó hắn hiện tại đã đối với chiến tranh này càng có thể tiếp nhận một ít rồi. Tống lão trầm giọng nói: Thời gian không sai biệt cho lắm, chuẩn bị tiến hành hành động đi. Vũ Hạo nhìn thoáng qua mình chuẩn bị xong tính theo thời gian hồn đạo khí, hướng Tống lão gật đầu rồi nói: Chúng ta lần này bồi thiên hồn đế quốc bên kia hủy diệt một cái hồn đạo sơ đoán, áp lưng của bọn hắn có thể giảm xuống không ít, coi như là đối với bọn họ thay đổi đại quân hồi báo. Vừa nói, Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng với tinh thần cộng hưởng đồng thời mở ra, đem tinh thần của mình ý niệm cùng tất cả đồng bạn tương liên. Tinh thần dò xét từ từ hướng ra phía bên ngoài quách trướng, đem chung quanh phụ cận hắn đã là dò xét qua, cũng không có tinh thần cái chắn địa phương nào bao phủ ở bên trong, căn kẽ hình đều là hiện ra ở trong đầu của đồng bạn, nhất là đối với chỗ ở của Đường Nhã đã tiến hành thêm vào đánh dấu. Chờ một chút ở trong chiến đấu, xin mọi người hoàn toàn nghe ta chỉ huy, cứu Tiểu Nhã lão sư, về sau chúng ta còn phải trở về tại đây, lần nữa tiến vào trong vòng linh bắn vị diện, khi đó chúng ta sẽ an toàn, sau đó ta lại nghĩ biện pháp ly khai lời này. Tống lão trầm giọng nói: Được rồi, từ giờ trở đi, mọi người chúng ta đều nghe người chỉ huy. Vũ Hạo hơi kinh ngạc nhìn Tống lão, thấy ánh mắt của Tống lão cổ vũ, thở sâu để cho mình tiến vào trong trạng thái bình tĩnh. Vũ Hạo thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, tinh thần ý niệm lập tức chuyển đến tinh thần thể ở bên kia. Ta hồn sư đóng quân địa phương, toàn bộ quân doanh khu vực nòng cốt nhất Nhật Nguyên đế quốc mấy trăm ngàn người loại danh, kéo bách lý, thứ hai hồn đạo sư trận địa thì xa là tại khu vực biên giới, là khoảng cách thiên hồn đế quốc phương hướng lơi gần nhất hồn đạo sư quân đoàn. Hai mắt của Vũ Hạo nhắm lại, trong mắt thầm quang lập lòe, bên kia tinh thần thể cũng lặng yên hành động, hai tay kẻ sắt ở đằng kia định trang hồn bạo đạn pháo bắn ra. Một tia tinh thần lực rót vào, dẫn động cấp 9 định trang hồn bạo đạn pháo bắn ra lội bộ hủy diệt phòng bạo hạch tâm pháp trận. Khủng bố chi cường uy áp lập tức là theo hủy diệt phòng bạo này ở phòng bạo phát đi ra. Vũ Hạo chỉ cảm giác được tinh thần thể phảng phất lập tức sẽ bị xé nát. Mà hủy diệt phong bạo này, định trang hồn bạo đạn pháo bắn ra, bản thân thì là hào quang tỏa sáng, tản mắt ra ánh kim loại sáng chói. Vũ Hạo không dám thất lễ, tinh thần thể lập tức lổ tung, lợi dụng tinh thần bạo tạc lổ tung lực lượng, bỗng nhiên đem chính mình một tia ẩn chứa trong đó linh hồn lực lượng thôi động hướng lên, chui ra lều vải, bằng tốc độ nhanh nhất hướng phía không trung rút lên. Hắn hiện tại chỉ có thể mượn nhờ thời gian ngắn ngủi để cho linh hồn của mình lực bảo tồn tại rồi. Mặc dù chỉ là một tia linh hồn lực, chỉ khi nào bị hủy chết đi, vẫn là sẽ đối với hắn linh hồn bản thân cũng là sinh xa không bị thương nhẹ. Quách Lộ Đi ở thứ hai hồn đạo sơ đoán hồn đạo khí trận địa ở bên trong, đêm nay tuần tra đã chuẩn bị kết thúc rồi. Mặc dù hắn đối với mình hồn đạo sơ đoán đã sớm rất tin tưởng, nhưng mỗi khi hắn tuần tra hồn đạo khí trận địa, vẫn là sẽ không tự chủ thoát ra cảm giác tự hào mãnh liệt. Không chỉ là hắn, cơ hồ tất cả Nhật Nguyệt đế quốc tòng quân hồn đạo sơ đoàn đều như vậy. Bọn họ là đại lục ở bên trên sự tồn tại vô địch. Trong mắt của bọn hắn, nguyên thuộc Đấu La đại lục Tam Quốc, căn bản chính là lạc hậu hơn thời đại quốc gia. Sớm muộn gì cũng là muốn bị Nhật Nguyệt đế quốc chiếm đoạt đấy. Chỉ có Nhật Nguyệt đế quốc mới có thể là chúa tể toàn bộ đại lục, trợ giúp đại lục thuận lợi phát triển. Đây mới là sắt thép rừng rậm. Quách Lộ muốn cùng với nhìn thoáng qua hồn đạo khí trận địa, hai lòng nhẹ gật đầu. Các loại dò xét hồn đạo khí đối ngoại dò xét cường độ hôm nay nhận được phía trên mệnh lệnh đã là thấp xuống không ít. Bởi như vậy hồn đạo sư môn phụ tải có chỗ giảm bớt, bằng không mà nói, mỗi ngày đều mở ra cường độ dò xét hồn đạo khí lớn nhất. Hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư môn cơ hồ là muốn tam bàn ngược lại. Mỗi ngày chỉ ít có một nửa hồn đạo sư cấp cho dò xét hồn đạo khí rót vào trong hồn lực mới có thể duy trì. Như vậy mặc dù đang dò xét mặt trước hiệu quả tốt nhất, nhưng mà ở trong lúc vô hình suy yếu sức chiến đấu hồn đạo sư đoàn. Quách Lộ có thể bỏ đến vị trí bây giờ cũng là rất không dễ dàng. Hắn đối với thuộc hạ của mình thập phần quý trọng. Trong lòng của hắn, hồn đạo sư môn đều là tài nguyên hắn quý báu nhất. So ra hồn đạo khí ngược lại không bằng hồn đạo sư trọng yếu. Hồn đạo khí tiêu hao còn có thể báo cáo hướng lên trên yêu cầu, còn có thể hồn đạo sư nếu tiêu hao muốn bổ sung lính không dễ dàng. Đang lung Quách Lộ chuẩn bị quay người phản hồi lại tự mình doanh trướng, đột nhiên hắn cảm giác được có một chút không đúng, không khí chung quanh giống như có biến hóa. Thân là một gã bát cấp hồn đấu lá cấp bậc cường giả, hắn mặc dù không phải truyền thống hồn sư, cá nhân thực lực không mạnh như vậy, nhưng hồn đấu la cấp bậc cảm giác vẫn phải có, phát hiện không đối với đó. Về sau hắn theo bản năng hướng phía của mình cảm giác được phương hướng mà nhìn lại. Lại là mình ở trong xoáy trướng này, giống như có tia sáng kỳ dị đang lóe lên. Ô, chuyện gì xảy ra vậy? Trong nội tâm của Quách Lộ cả kinh. Chỗ đó xoáy trướng giống như có kim loại hào quang đang lóe lên mãnh liệt mà còn không ngừng tăng cường. Một cỗ vô hình khí tức sờ xác bằng tốc độ kinh người lan tràn ra phía bên ngoài, nhưng giống như nhận lấy áp chế của xoáy trướng, tia sáng này mới không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Không đúng, có biến rồi! Quách Lộ hét lớn một tiếng. Toàn thể cảnh giới, hồn đạo liên động phòng ngự mở ra, nhanh! Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tính cách của hắn luôn luôn là cẩn thận chặt chẽ đấy. Thế nhưng mà lúc này đã là đêm khuya, ngoại trừ chị thú hồn đạo sư bên ngoài ra, càng nhiều lữ hồn đạo sư cũng đang nghỉ ngơi. Số loại tình huống này hắn gầm lên giận dữ, có thể nghe được người thật đúng là không có mấy. Quách Lộ nhanh chóng phóng xuất ra cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ, một bên rất nhanh hướng phía xoáy trướng này phương hướng chạy tới, một bên xuất ra một cái cảnh báo hồn đạo khí. Lập tức toàn bộ hồn đạo khí trận địa ở bên trong, còi báo động chói tai bỗng nhiên vang lên, mà ngay cả chung quanh quân đội đóng quân cũng đều có thể rõ ràng nghe tiếng cảnh báo. Nhật Nguyên Đế Quốc hồn đạo sư quân đoàn đều là kinh nghiệm huấn luyện tinh nhuệ. Thứ hai hồn đạo sư quân đoàn vốn là thập đại hồn đạo sư quân đoàn ở một trong, cũng không phải là tạm thời chấp phá cái chủng loại hồn đạo sư đoàn kia. Quách Lộ bên này cảnh báo vừa phát ra, chỉ thu hồn đạo sư lập tức kịp phản ứng. Hồn đạo khí trận địa mở trong, từng đạo hồn đạo khí hào quang sáng lên. Trước hết khởi động đúng là vòng ngoài liên động pháp trận phòng ngự. Một tầng trắng nõn mảnh ánh sáng lập tức lóng lánh. Ngay sau đó hồn đạo khí trận địa lội bộ tầng thứ hai liên động phòng ngự trận địa đã mở ra ở bên trong. Nhưng mà vừa lúc đó, ở trong xoáy trướng quang mang đã làm mở ra đến cực hạn. Quách Lộ lúc này đã vọt tới xoáy trướng, hắn một bả liền lạc kéo ra màn cửa xoáy trướng lè vái, đồng thời kéo ra bất chấp đau lòng, lập tức mở ra một cái vô địch vòng bảo hộ. Hắn mặc dù không biết ở trong xoáy trướng này là vật gì, nhưng theo ánh sáng mãnh liệt cùng với không ngừng tăng cường khắc nghiệt khí tức này, hắn cũng có thể cảm giác được đó là một không giống bình thường, cho nên mới phá lệ coi chừng. Màn cửa lèo vải xốc lên, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đập vào mặt của hắn. Trên người của Quách Lộ cấp 8 hồn đạo vòng bảo hộ lập tức kịch liệt rung giấy. Hồn đạo vòng bảo hộ mặt ngoài vậy mà nhanh chóng xuất hiện ra liệt ngân kinh khủng kia, tràn ngập sắc bén khí tức sơ xác cũng là bỗng nhiên theo trong trướng bóng lao ra. Toàn bộ xoáy trướng cùng với trong xoáy trướng này hết thảy vật phẩm tất cả đều bị xé thành mảnh nhỏ. Cái này, đây là... Quách Lộ lúc này lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn sốc cuồng chứng kiến thứ đồ vật tả mắt xa kia sáng kia là cái gì rồi. Không có ở trong xoáy trướng này vật phẩm che chắn, cái viên này chỉnh thể thon dài, trắng kiến, tả mắt xa mãnh liệt ánh kim loại đạn pháo, như thế dâng lên hiện ở trước mặt của hắn vậy. Định trang hồn bạo đạn pháo bắn ra, thân là cấp 8 hồn đạo sứ, Quách Lộ bản thân cũng am hiểu nhất chế tác ra các loại hồn đạo khí. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của cái viên hồn bạo đạn pháo bắn ra này. Ngay sau đó hắn liền là thất thành rồi nói: Cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra. Đang kinh ngạc hồ lên, đồng thời hắn ngay đầu tiên là kịp phản ứng, xoay người chạy. Giờ khắc này đấy, hắn chỉ hận cha mẹ của mình ít sinh ra một đôi chân vì điên cuồng chạy trốn. Nhưng ngay tiếp theo một cái chớp mắt này, Quách Lộ đột nhiên cảm giác được hết thảy chung quanh đều trở lên hư ảo, tất cả cảnh vật đều trở lên không chân thật. Toàn bộ không gian giống như ở trong tích tắc này bị xé thành mảnh nhỏ. Ở trong đó cũng bao gồm cấp 8 hồn bạo vòng bảo hộ, thậm chí là vừa mới phóng thích đi xa. Hơn nữa ở trong lòng của hắn còn có một tia may mắn vô địch vòng bảo hộ. Ánh mắt của ông Quách Lộ lập tức ngốc trệ, hắn chỉ cảm giác được thân thể của mình cùng với linh hồn giống như cũng bay lên, càng bay càng cao, hết thảy chung quanh đều trở lên không chân thật, mà hắn đang ở phía dưới, quang mang vô cùng sáng ngời, làm cho phần không chân này cũng trở lên càng phát xa hư ảo. Lại nói tiếp rằng hắn cái gì cũng không biết. Cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra, đơn vinh dự là lực lượng phá hoại mạnh nhất cấp 9 hồn đạo khí. Bởi vì cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra là chế tác độ khó, bản thân không so với cấp 9 hồn đạo khí yếu đi, hơn nữa nó lại là duy nhất một lần sử dụng. Chế luyện ra căn bản không cho phép cân nhắc hồn đạo khí bản thân thừa nhận bộc phát sau uy lực hiệu quả. Bởi vậy, cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra là biểu tượng cực hạn. Đơn giản mà nói, một quả cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra bộc phát ra sinh ra uy lực tương đương với một vị cực hạn đấu la toàn lực xuất thủ uy lực công kích, thậm chí phạm vi công kích còn phải càng lớn. Thực lực của Quách Lộ không yếu, cấp 8 hồn đạo sứ, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, đối mặt với dưới tình huống cấp 9 đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra bạo tạc lố túng, hắn vẫn không có bất cứ cơ hội nào cả, cho dù là một chút xíu đều không có. Hủy diệt phong bạo. Vũ Hạo chính mình cũng không biết rằng đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn giá chân thật uy lực cùng với tác dụng có thể đạt tới trình độ như thế nào. Lúc trước Nam Cung Hoàn còn chưa kịp nói cho hắn biết, hắn cũng đã mang theo đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra đường chạy rồi. Giờ này khắc này, lúc trước Thánh Linh Giáo hao phí không ít tâm lực, lực lượng mới lấy được đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn giá, nguyên vẹn đem uy năng của nó phóng thích ra, kinh khủng bạo tạc lổ tung, nhiệt độ cao, cao áp. Đây chỉ là bước đầu tiên, trong lúc lổ tung vô số viên bí từ lơ này đinh trang hồn bạo đạn pháo bắn ra ở trong suy hái mà đi ra. Từng cái viên bi thật nhỏ, đều chỉ là to bằng ngón tay cái, nổ lớn ở bên trong, bọn nó khuếch tán tốc độ cực kỳ nhanh, bọn nó có đủ siêu cường thực lực xuyên thấu, nhưng mà một khi đụng chạm kim loại sẽ lập tức phụ thuộc và đi lên. Cái đồ vật này có một danh tự gọi là kim loại quả bom. Bản thân của nó là một loại cấp 3 hồn đạo khí, nhưng nó là đinh trang hồn bạo đạn pháo khí một loại, là vật phẩm duy nhất một lần sử dụng. Kim loại quả bom này cũng có hồn đạo khí kẻ hủy diệt danh xứng. Nó bản thân làm dùng một loại tên là tài chính tinh đặc thù kim loại chế hiếm ra thành quả. Loại kim loại hiếm này đặc tính lớn nhất có thể chính là cùng tuyệt đại đa số kim loại đồng hóa, mà hồn đạo sứ đúng là lợi dụng đặc tính này. Tài chính tinh trước khi mà mình cắt cà bạo hạch tâm pháp trấn, một khi tài chính tinh dụng chạm lấy mặt khác của kim loại cùng hắn tiến hành dung hợp, như vậy thì nội bộ cà bạo hạch tâm pháp trận sẽ phát huy ra tác dụng, bởi vì tài chính tinh là dung nhập vào trong kim loại ở bên trong, bạo tạc lộ tung sẽ tại kim loại ở bên trong sinh ra, kết quả là kim loại này sẽ lộ tung hóa thành mảnh vỡ, đồng thời hướng phía bên ngoài bay vụt.